Xin chào các em. Hôm trước cô trò chúng ta đã học tiết 65 về thực hành hàm ý. Cô có 3 bài tập giao cho các em. Các em đã làm chưa? Hôm nay trước khi vào bài mới, cô gợi ý một vài đáp án nhé. Đối với bài tập 1, cô nghĩ các em đã tự tạo tìm cho mình cái cách trả lời nên tùy theo ngữ cảnh của mỗi bạn nên ở đây cô không có nói đáp án với các em. Cô chỉ hướng dẫn ở bài tập 2 thôi. Ở bài tập 2, đọc đoạn trích sau và xác định hàm ý trong câu trả lời của nhân vật Việt. Cũng ngay đêm ấy, về tới nhà, trước khi ngủ, chị Chiến từ trong buồng nói với ra với Việt. Chú Năm nói mày đi với tao. Chú Năm nói mày với tao đi kỳ này là ra chân trời mặt biển. Xa nhà thì ráng học chúng bạn, thù cha mẹ chưa trả mà bỏ về là chú chặt đầu. Việc lăn kềnh ra ván, cười khì khì. Chị có bị chặt đầu thì chặt, chứ chừng nào tôi mới bị. Đoạn trích này trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi. Câu trả lời của Việt: chị có bị chặt đầu thì chặt, chứ chừng nào tôi mới bị. Có hàm ý. Đây là lời khẳng định. Việt sẽ không bao giờ bỏ về nếu thù cha mẹ chưa trả. Trong câu trả lời của Việt và câu nói của chị Chiến, ta nghe ra được lòng căm thù sâu sắc của Chiến và Việt, đồng thời thiện tình cảm gia đình, tình cảm đất nước hòa quyện vào với nhau. Các em ạ, tình yêu gia đình, tình yêu quê hương đất nước bao giờ cũng là tiếng lòng thiêng liêng trong mỗi chúng ta. Và hơn hết, ngay từ bây giờ, tình yêu đó càng được thể hiện rõ ràng, cụ thể và mãnh liệt hơn. Ở bài tập thứ 3, nối các cách nói có hàm ý ở cột trái với tác dụng của cách nói đó ở cột bên phải sao cho phù hợp. Câu 1. Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng, che non đủ lá đang sàng nên chăng. Đây là lời tỏ tình của chàng trai đối với cô gái. Nhưng chàng trai lại không nói trực tiếp mà dùng hình ảnh ẩn dụ che non đủ lá. Và tác dụng của nó chính là thể hiện sự tế nhị, khéo léo, lịch sự trong giao tiếp. Ở câu ca dao thứ 2, bao giờ chặt đẻ ngọn đa, sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình. Đây là một lời từ chối, nhưng không dùng cách nói trực tiếp. Mượn hình ảnh chặt đẻ ngọn đa, sáo đẻ dưới nước không bao giờ xảy ra để thể hiện cái lời từ chối của mình. Từ đó có tác dụng, đó là hiệu quả mạnh mẽ, sâu sắc hơn trong cách nói trực tiếp tường minh. Ở câu thơ thứ 3, dập dìu lá gió cành chim, sớm đưa Tống Ngọc tối tìm Tràng Khanh. Đây là câu thơ của Nguyễn Du tả việc tiếp khách làng chơi. Nhưng tác giả cũng không dùng hình ảnh trực tiếp, mà dùng hình ảnh lá gió cành chim, sớm đưa Tống Ngọc tối tìm Tràng Khanh. Nó có tác dụng hàm xúc tế nhị và không gây cái sự phản cảm. Ở câu thứ 4, người ta thì chẳng được đâu, ừ thì ông Cống làm trâu thì làm. Trong câu thơ cũng là một câu phê của bà Huyện Thanh Quang trong một cái lá đơn. Thì ta có hai, câu thơ này có hai ý nghĩa. Đó là ông Cống làm thịt con trâu thì làm. Hay ông Cống làm con trâu thì cứ làm. Với cái cách nói đầy hàm ý này, chúng ta thấy có tác dụng. Đó là người nói không chịu trách nhiệm về hàm ý. Vậy, ở bài tập này, cô trò chúng ta đã thấy phần nào tác dụng của hàm ý trong hoạt động giao tiếp. Và để hiểu hơn về tác dụng của hàm ý, chúng ta đi vào tiết 66, thực hành hàm ý. Để thay đổi cái không khí, chúng ta đến với một bài tập nhỏ, đuổi hình bắt chữ. Cô cho các em một cái bức tranh. Theo các em đoán được cái thành ngữ nào liên quan đến bức tranh này không? Đó là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Trong cái thành ngữ này, tác giả dân gian cũng đã gửi một hàm ý nói về những sự việc hiện tượng dường như nó không ăn khớp với nhau, thậm chí là trái ngược nhau nữa các em. Ở bài tập thứ 2, hình ảnh thứ 2, lên thác và hình ảnh ghềnh. Vậy liên quan đến thành ngữ nào các em? Đó là lên thác, xuống ghềnh. Ngay trong thành ngữ này, tác giả dân gian cũng muốn gửi gắm một hàm ý.
Trong cuộc sống, con người chúng ta hay gặp những vấn đề khó khăn, những cái khúc mắc và những cái vất vả giống như là lên thác xuống ghề. Chúng ta đã qua hai cái bài tập nhỏ vui vui để thay đổi không khí. Còn chúng ta đi vào tiếp tục cái bài học của ngày hôm nay. Bài học thực hành về hàm ý này nằm trong trang 99. Chúng ta giở sách giáo khoa ra nhé. Ở phần bài học này, cô có bài tập như sau. Bài tập 2, sách giáo khoa ngữ văn 12, tập 2, trang 99. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi ở dưới. Khi hắn ngừng nói, đã được một lúc khá lâu, Từ mới làm như chợt nhớ. Có lẽ hôm nay đã là mùng 2, mùng 3 tay rồi, mình nhỉ? À phải, hôm nay mùng 3. Giá mình không hỏi thì tôi đã quên. Tôi phải xuống phố. Từ nhắc khéo. Hàng nào mà em thấy người thu tiền nhà sáng nay đã đến? Hộ sầm mặt lại. Tiền nhà, tiền giặt, tiền thuốc, tiền nước mắm. Còn chịu tất. Tháng vừa rồi tiêu tốn quá. Mới mùng 10 đã hết tiền. May mà còn đất mua chịu được. Đoạn trích trên thuộc tác phẩm Đời Thừa của Nam Cao. Trong bài tập này, chúng ta có những câu hỏi như sau. Câu 1. Câu hỏi đầu tiên của Từ là hỏi về thời gian hay có hàm ý gì khác? Câu 2. Lượt lời thứ hai của Từ có hàm ý gì? Và câu 3. Hãy phân tích tác dụng của việc Từ tránh nói trực tiếp đến những vấn đề cơm áo, gạo tiền. Các em đã suy nghĩ được cái đáp án chưa? Cô gợi ý nhé. Trong cái ngữ liệu vừa rồi có hai cái lượt lời của Từ. Một, có lẽ hôm nay mùng 2, mùng 3 tay rồi, mình nhỉ? Ở lượt lời thứ hai, hàng nào mà em thấy người thu tiền nhà sáng nay đã đến? Vậy, trong lượt lời của Từ có hàm ý là gì? Ở lượt lời thứ nhất, hàm ý của nhân vật Từ đó là nhắc khéo hộ đã đến lúc đi nhận tiền nhuận bút hàng tháng. Còn ở lượt lời thứ hai, đó là muốn hộ sớm nhận tiền về để trả tiền thuê nhà và các khoản phí khác. Tại hai lượt lời của mình, Từ đều tránh nói đến vấn đề cơm áo gạo tiền mà chọn cách nói hàm ý. Vì sao vậy các em? Như vậy tác dụng của nó là gì? Vậy tác dụng của cách nói của Từ chính là cách nói hàm ý. Bởi Từ trong vai trò của một người vợ nên nói với chồng về cơm áo gạo tiền thì cần phải có sự tế nhị, tránh cái phản ứng bực bội của chồng. Các em biết nhân vật Hộ trong tác phẩm Đời Thừa của Nam Cao là một nhân vật rơi vào bi kịch tinh thần. Đó là một nhân vật khao khát được sống tử tế, sống có ích, là một người mà khao khát có những tác phẩm văn chương vượt lên trên thời gian. Anh có một nguyên tắc sống, đó là kẻ mạnh chính là kẻ đặt người khác lên trên đôi vai. Ấy thế nhưng, đời sống cơm áo, gạo tiền đã ghì anh xuống sát đất, thậm chí anh vi phạm vào những nguyên tắc sống của mình đề ra. Chính vì vậy, hơn ai hết, nhân vật Từ là vợ, hiểu thấu cái điều đó ở người chồng của mình. Nên Từ đã khéo léo trong cái cách nói khi hỏi về vấn đề cơm áo, gạo tiền. Có lẽ ở đây cô trò chúng ta cũng học được một bài học trong cái cách nói về vấn đề tế nhị này. Bởi vấn đề cơm áo gạo tiền nó cũng tế nhị đó các em. Nếu chúng ta biết cách dùng hàm ý thì có lẽ chúng ta sẽ tránh được những cái pha chạm không cần thiết trong cuộc sống, phải không nào? Như vậy cô nhắc lại cách nói của Từ sử dụng hàm ý không nói trực tiếp đến vấn đề cơm áo gạo tiền đã tạo nên sự tế nhị, tránh cái phản ứng bực bội cho người nghe. Ngoài ra, hàm ý còn có tác dụng gì nữa? Thì chúng ta sẽ đến với một cái bài tập thứ hai. Bài tập này trong sách giáo khoa đó là một bài tập khảo sát hàm ý và nghĩa tường minh cho cả một bài thơ. Nhưng ở đây cô chỉ chọn một đoạn thơ thôi. Đoạn thơ đầu trong bài thơ sống. Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ, sống không hiểu nổi mình, sống tìm ra tận bể. Trích bài thơ sống của Xuân Quỳnh.
Bài tập này có hai câu hỏi thôi em. Thứ nhất, xác định lớp nghĩa tường minh và lớp nghĩa hàm ý của đoạn thơ. Thứ hai, hàm ý của đoạn thơ có tác dụng gì? Bài thơ này chúng ta đã được học trong chương trình ngữ văn 12 kỳ 1. Có lẽ các em cũng đã có những cái suy nghĩ riêng cho mình. Sau đây cô có một vài cái gợi ý. Đối với đoạn thơ này, lớp nghĩa tường minh đó là sống với những trạng thái đối cực. Lúc thì dữ dội ồn ào, đó là những lúc trời đầy giông gió. Nhưng cũng có lúc dịu êm, lặng lẽ, đó là khi trời yên biển lặng. Đồng thời câu thơ sóng tìm ra tận bể, nó thể hiện nghĩa tường minh, đó là khát vọng vươn ra biển. Bởi mọi con sông đều chảy ra biển. Thế nhưng, đoạn thơ không chỉ dừng lại ở nghĩa tường minh này, mà nhà thơ mượn hình tượng ẩn dụ sóng để thể hiện một hàm ý khác. Câu thơ dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ, mang hàm ý thể hiện những cung bậc cảm xúc phong phú, phức hợp của người con gái đang yêu. Cô nhấn mạnh lại, đó là những cung bậc cảm xúc phong phú, phức hợp của người con gái đang yêu. Bởi người con gái đang yêu, tâm trạng nó khác lạ lắm các em. Có lúc táo bạo, mạnh mẽ, giống như nàng Kiều, xăm xăm băng lối vườn khuya một mình. Nhưng dẫu như thế nào, người con gái ấy vẫn đổ về phía dịu dàng, dịu êm, thì mị, nết na. Và ở câu thơ, sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bể. Đó là cái khát vọng thoát khỏi cái chật chội, cái tầm thường. Và trên hết, đó là hành trình của nhân vật em đi tìm nguồn cội, đi tìm bản thể. Bởi trong tình yêu, hành trình tìm kiếm tình yêu chính là hành trình tìm kiếm một nửa của mình. Giống như một giọt nước cần phải soi mặt vào biển lớn. Đó chính là những hàm ý sâu xa, ý vị mà đầy tinh tế Xuân Quỳnh muốn gửi với chúng ta qua đoạn thơ đầu của bài thơ sóng. Vậy tác dụng của hàm ý trong đoạn thơ là gì? Đó chính là tạo ra cái hiệu quả nghệ thuật. Dùng cách nói hàm ý khiến thơ sẽ giàu ý nghĩa, hàm xúc hơn, làm nổi bật tính hình tượng hơn. Vậy qua hai bài tập, các em kết hợp với cái phần bài tập hướng dẫn về nhà trong tiết 65, các em đã nhận ra cái tác dụng của hàm ý chưa? Vậy tác dụng của hàm ý có một số tác dụng như sau. Thứ nhất, tạo ra hiệu quả mạnh mẽ, sâu sắc hơn trong cách nói trực tiếp, tường minh. Thứ hai, thể hiện được sự tế nhị, khéo léo, tính lịch sự trong giao tiếp ngôn ngữ, giữ được thể diện của nhân vật giao tiếp. Thứ ba, làm cho lời nói hàm xúc, ý vị, hấp dẫn. Thứ tư, tạo điều kiện cho người nói có thể không phải chịu trách nhiệm về lời nói vì hàm ý là do người nghe suy ra. Đó là một số tác dụng cách nói có hàm ý. Và để hiểu hơn về cái tác dụng hàm ý mà trong các tác phẩm văn học hay là trong những cái câu chuyện nhỏ, để chúng ta thấy được cái ý nghĩa mà người viết bao giờ cũng trăn trở muốn gửi gắm vào trong mỗi câu chuyện của mình, cô đến với cái phần Ba La Mã luyện tập với câu chuyện Đại Bàng Gà. Câu chuyện như sau. Chuyện kể rằng có một quả trứng đại bàng rơi vào một trại gà nằm ở thung lũng. Con gà mái đã xung phong đứng ra nuôi nấng và ấp ủ quả trứng đó. Một ngày kia, quả trứng nở ra một chú đại bàng xinh đẹp. Nó được nuôi nấng như một con gà thực thụ. Đại bàng gà, cô bỏ trong mặt kép nhé. Đại bàng gà sống một cuộc sống như ba con gà khác. Tình cờ một ngày, chú nhìn lên bầu trời và chợt thấy những con đại bàng bay qua thật dũng mãnh. Chú ước ao, giá mà mình cũng bay được như thế. Bầy gà cười ầm lên. Anh không thể bay với những con chim đó được. Anh là một con gà và gà không biết bay cao. Đại bàng tiếp tục ngước nhìn gia đình thật sự của nó, mơ ước có thể bay cao cùng họ. Mỗi lần đại bàng nói ra mơ ước của mình, bầy gà lại bảo nó điều không thể xảy ra. Đó là điều đại bàng cuối cùng đã tin là thật. Rồi đại bàng không mơ ước nữa và tiếp tục sống như một con gà. Cuối cùng, sau một thời gian dài sống làm gà, đại bàng đã chết.
Câu chuyện tưởng đơn giản nhưng hàm ý của nó rất sâu xa các em. Và cũng ở bài tập này, cô cũng muốn gửi gắm đến các em cái hàm ý từ câu chuyện. Nếu các bạn tin rằng bạn là một người tầm thường, bạn sẽ sống cuộc sống tầm thường vô vị, đúng như những gì mình đã tin. Vậy thì nếu bạn từng mơ ước trở thành đại bàng, bạn hãy theo đuổi mơ ước đó và đừng sống như một con gà. Thưa các em, mỗi chúng ta có thể chỉ là một hạt cát, nhưng cô nghĩ hãy là hạt cát trong lòng trai. Bởi mỗi hạt cát, nếu trải qua thử thách, vượt qua những khó khăn, thì chúng ta đều có thể trở thành những viên ngọc trong lòng trai. Nói về lòng tin, thì ở bài học này, ở câu chuyện này, theo cô nghĩ còn có một hàm ý khác. Đôi khi trong một vài tình huống nào đó, sự thật chính là lời nói dối được lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu chúng ta không tin vào bản thân, mà chúng ta nghe những cái lời xung quanh, những cái dư luận xung quanh, mà chúng ta không kiểm chứng, đôi khi chúng ta dễ bị lung lay, dễ bị sa ngã và đánh mất chính mình. Như vậy ở tiết 65 và ở tiết này cũng vậy, cô mong muốn các em hãy tin vào bản thân, tin vào chính mình. Như vậy bài học của cô đã dừng ở đây. Để củng cố thêm cho cái tiết học, cô có một vài câu hỏi nhỏ để chúng ta củng cố lại bài học nhé. Câu hỏi 1. Hàm ý là phần thông báo với 4 phương án: A. Trái ngược với nghĩa tường minh. B. Cùng nội dung với nghĩa tường minh. C. Không được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu nhưng có thể suy ra từ những từ ấy. D. Không thể thiếu trong các hoạt động giao tiếp. Các em đã nhớ lại bài học chưa ạ? Vậy đáp án là gì các em? À, đáp án chính là C. Hàm ý là phần thông báo không được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu nhưng có thể suy ra những từ ngữ ấy. Ở câu hỏi thứ hai, để nói một câu có hàm ý, người ta dùng những cách thức nào sau đây? Cô cũng có 4 phương án. A. Chú ý vi phạm phương châm về lượng trong giao tiếp, tức là nói thừa lượng thông tin cần thiết hoặc nói thiếu lượng thông tin so với yêu cầu của cuộc giao tiếp. B. Chú ý vi phạm phương châm cách thức, tức là nói mập mờ, vòng vo, không rõ ràng, rành mạch. C. Sử dụng các hành động nói gián tiếp. Và D. Tùy ngữ cảnh mà sử dụng một hay phối hợp các cách thức trên. Các em chọn phương án nào là chính xác nhất em? À, đó là phương án D. Tùy ngữ cảnh mà sử dụng một hay phối các cách thức trên. Nhớ như vậy nhé các em. Và câu hỏi số 3. Trong hoạt động giao tiếp, hàm ý có tác dụng gì? A. Tạo hiệu quả mạnh mẽ, sâu sắc hơn cách nói thông thường. B. Giữ được tính lịch sự và thể diện tốt đẹp của người nói hoặc người nghe. C. Làm cho lời nói ý vị, hàm xúc. Hơn nữa, người nói có thể không phải chịu trách nhiệm về hàm ý. Và D. Tùy ngữ cảnh mà hàm ý có một hay một số tác dụng đó. Các em sẽ chọn đáp án nào đấy? A, B, C hay D? À, phải chọn D các em. Đó là tùy ngữ cảnh mà hàm ý có một hay một số tác dụng đó. Như vậy, qua hai bài học, tiết 65 và 66 thực hành về hàm ý, cô nghĩ các em cũng đã một phần nào hiểu được hàm ý là gì, cách thức tạo hàm ý trong câu, và đặc biệt đó là tác dụng của hàm ý trong hoạt động giao tiếp. Cô nghĩ các em cũng có thể rút ra những cái kinh nghiệm cho bản thân trong cái hoạt động giao tiếp để chúng ta đạt hiệu quả hơn trong các hoạt động giao tiếp đó. Bởi cô có nhớ câu nói rằng một lời nói bất cẩn có thể nhóm lên xung đột, một lời nói tàn nhẫn có thể phá hỏng cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể xua đi sự căng thẳng. Nhưng các em biết không, một lời yêu thương có thể chữa lành và chúc phúc. Vậy, dù là nói trực tiếp hay hàm ý, cô mong các em tùy ngữ cảnh mà sử dụng cho có hiệu quả nhất. Và tốt hơn hết là chúng ta hãy nói những lời yêu thương với nhau. Cô xin cảm ơn các em đã theo dõi tiết học. Lần nữa, cô trân trọng chào các em nhé.